Theo một báo cáo công bố hôm 28 tháng 2, được một ủy ban do cảnh sát trưởng Don Barnes thành lập, cho thấy tỷ lệ tử vong của những người vô gia cư ở quận Orange gia tăng đều đặn trong thập niên qua. Báo cáo đầu tiên của Ủy ban lượng định tử vong vô gia cư cho thấy năm 2021 có 395 người vô gia cư tử vong so với chỉ có 103 trong năm 2012. Nguyên nhân hàng đầu gây tử vong là do tai nạn, với hầu hết các trường hợp này liên quan đến ma túy. Cảnh sát trưởng Barnes cho biết, việc sử dụng ma túy fentanyl, loại ma túy nguy hiểm nhất, trên đà gia tăng. Sự gia tăng số người vô gia cư chết là điều đáng lo ngại. Điều đáng lo ngại nhất mà chúng ta đang chứng kiến là sự gia tăng đáng kể về số ca tử vong liên quan đến fentanyl. Quận Orange, hay còn được gọi là quận Cam, là quận có cộng đồng Việt Nam lớn nhất ở nước ngoài. Do những chính sách thời kỳ dịch COVID-19 sắp kết thúc, hàng chục ngàn cư dân Nam California sẽ phải ghi danh lại hoặc có thể sẽ mất bảo hiểm sức khỏe do tiểu bang trợ cấp, thường được gọi là Medi-Cal sau tháng 4 năm nay. Các chuyên gia ước tính có khoảng 330.000 người ở quận Los Angeles và khoảng 160.000 người ở quận Orange sẽ không đủ điều kiện nhận Medi-Cal khi tiểu bang khôi phục lại viện kiểm soát chương trình này vào tháng 4. Trước đại dịch, những người nhận Medi-Cal là những người được coi là có mức thu nhập gia đình thấp, khoảng 38.000 Mỹ Kim một năm cho gia đình gồm 4 người, khoảng 18.000 Mỹ Kim cho một người, và hàng năm họ cũng phải ghi danh lại để chứng tỏ hội đủ điều kiện. Tuy nhiên, từ tháng 3 năm 2020, khi việc phong tỏa vì COVID-19 bắt đầu cùng với những biện pháp khẩn cấp đối phó với đại dịch, việc tái xác định hội đủ điều kiện nhận Medi-Cal được tạm dừng. Những người đang có vẫn được tiếp tục bảo hiểm, ngay cả khi họ không đủ điều kiện nhận trong suốt 3 năm gần đây. Trước khi mua cái ghế massage của Loraco thì tôi đã tìm hiểu rất là nhiều cái thương hiệu khác. Biết rằng là cái loại ghế này của Loraco đã được là sản xuất để phục vụ cho quân đội Mỹ phục hồi sức khỏe. Tôi bị khớp rất nặng, cho nên là bác sĩ không cho đi bộ, không cho đạp xe đạp. Và tôi đã chọn cái ghế massage của Loraco và tôi thấy rằng kết quả rất là tốt, rất là hài lòng. Tôi thấy rằng tôi ngủ rất ngon. Ghế massage giống như là người thật massage cho mình vậy. Một cuộc điều tra tình báo trên toàn cầu của Hoa Kỳ vừa kết luận rằng rất khó có khả năng một nước thù địch nào chịu trách nhiệm về hội chứng Havana. Reuters dẫn các phát hiện được giải mật và công bố vào hôm 1 tháng 3 cho biết. Hội chứng này đã ảnh hưởng đến nhiều nhà ngoại giao, điệp viên và các nhân viên khác của Hoa Kỳ tại nhiều nơi trên thế giới. Các triệu chứng của căn bệnh bí ẩn lần đầu tiên được báo cáo bởi các quan chức Đại sứ quán Hoa Kỳ tại thủ đô Havana của Cuba vào năm 2016, bao gồm chứng đau nửa đầu, buồn nôn, suy giảm trí nhớ và chóng mặt. Khoảng 1.500 trường hợp hiện đã được báo cáo bởi các cơ quan và ban ngành của chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm một số trường hợp trong năm nay. 7 trong số 18 cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã tiến hành cuộc điều tra kéo dài hơn 2 năm tại hơn 90 quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, nơi FBI đã mở một cuộc điều tra hình sự. Tuy nhiên, theo bản đánh giá cho biết, hầu hết các cơ quan IC là cộng đồng tình báo, kết luận rằng rất khó có khả năng một nước thù địch nào chịu trách nhiệm đã gây ra chuyện này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào ngày 1 tháng 3 đã bày tỏ nghi ngờ về mức độ nghiêm túc của Nga và Trung Quốc trong việc đạt được hòa bình ở Ukraine, viện dẫn lý do thiếu các bước thực chất của cả Nga, Trung để hỗ trợ cho các tuyên bố thể hiện sự ủng hộ đối với nỗ lực hòa bình. Phát biểu trong chuyến thăm Uzbekistan, ông Blinken nói với các phóng viên rằng nếu Nga thực sự sẵn sàng tham gia vào các hoạt động ngoại giao có ý nghĩa để chấm dứt hành vi gây hấn của mình, thì Hoa Kỳ sẽ nhanh chóng tham gia vào nỗ lực đó. Tuy nhiên, ông cho biết các hành động của Nga, bao gồm cả việc Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu Ukraine công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với các phần lãnh thổ Ukraine, cho thấy Nga không quan tâm đến con đường đó. Ông Blinken nhấn mạnh thêm, nếu Trung Quốc thực sự nghiêm túc trong việc kêu gọi tôn trọng chủ quyền của tất cả các quốc gia, thì họ lẽ ra đã dành cả năm qua để hỗ trợ chủ quyền đầy đủ của Ukraine trước sự xâm lược của Nga. Tuy nhiên, theo ông, Trung Quốc đã làm điều ngược lại, bao gồm việc thúc đẩy tuyên truyền của Nga về chiến tranh, che chắn cho Nga tại các tổ chức quốc tế và dự tính gửi viện trợ quân sự sát thương cho các lực lượng Nga để sử dụng ở Ukraine.
Hoa Kỳ vừa phê duyệt thương vụ tiềm năng bán vũ khí mới trị giá 619 triệu đô la cho Đài Loan, bao gồm cả tên lửa cho phi đội F-16, khi hòn đảo ghi nhận vào ngày thứ hai liên tiếp về các cuộc xâm nhập quy mô lớn của không quân Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không, theo Reuters. Việc bán vũ khí này có khả năng làm xấu thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh, vốn đã nhiều lần yêu cầu chấm dứt các thỏa thuận như vậy, coi chúng là sự hỗ trợ không chính đáng cho Đài Loan, một hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của mình. Lầu Năm Góc hôm 1 tháng 3 cho biết, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt khả năng bán vũ khí và thiết bị cho Đài Loan, bao gồm 200 tên lửa phòng không tầm trung tiên tiến và 100 tên lửa diệt radar. Một tấm ảnh đăng trên báo Công an Nhân dân hôm 1 tháng 3 cho thấy ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Việt Nam đã bắt tay với ông Bruno Kahl, Chủ tịch Cơ quan Tình báo Liên bang Đức, trong một cuộc gặp tại Hà Nội. Đáng lưu ý, ông Tô Lâm đại diện đảng và chính phủ tiếp và họp với ông Kahl, trong lúc ông này được ghi nhận chỉ chào xã giao Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chuyến thăm Việt Nam của ông Kahl được mô tả là nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt-Đức lên tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng của mỗi bên, trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập vào quốc tế sâu rộng hơn. Bản tin của báo Công an Nhân dân không đề cập chi tiết nội dung cuộc họp giữa ông Kahl và ông Tô Lâm, mà chỉ nói chung chung rằng họ bàn về một số vấn đề song phương, khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Chương trình này được truyền tải đến quý vị bằng dịch vụ Internet tại nhà của T-Mobile. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước. Tin mới nhận từ châu Âu, đảng Việt Tân cùng với cộng đồng Việt Nam ở các nước châu Âu kêu gọi người Việt xuống đường biểu tình trước tòa án thường trực La Hague ở Hà Lan nhằm lên án Trung Quốc ăn hiếp các nước nhỏ trên Biển Đông. Từ Paris, thủ đô nước Pháp, trưởng đại diện Việt Tân tại châu Âu ông Trần Kỉnh Thành nói với Nửa Vòng Trái Đất TV như sau. Cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản ở Hòa Lan, cộng với đảng Việt Tân và gia đình quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa ở tại Hòa Lan, đó là ba tổ chức ra cái thư để kêu gọi là tất cả tổ chức đoàn thể và đồng hương ở Âu Châu về biểu tình ngày hôm đó. Do đó chúng tôi có những cái mối dây liên lạc với tất cả các tổ chức đoàn thể đó trên khắp Âu Châu đó anh. Và chúng tôi đã gửi nhờ cái thư đó đi, cái thư vận động đó đi, cũng như là một cái lá thư chung mà để cho các tổ chức đoàn thể ký tên vào. Dạ, thì hiện giờ là cái số mà hội đoàn ký tên vào trong cái lá thư chung đó đó anh, lá thư chung gọi là cùng hành động vì Hoàng Sa và Trường Sa đó, thì cũng ở tại Âu Châu chúng tôi cũng có trên 30 hội đoàn ký tên rồi, tổ chức đoàn thể ký tên rồi. Ngày 11 thứ bảy 11 tháng 3 2023 thì ban tổ chức kêu gọi các tổ chức đoàn thể cũng như quý đồng hương ở khắp nơi Âu Châu đó về trước tòa án trọng tài thường trực của Liên Hiệp Quốc ở tại Den Haag ở Hòa Lan, và chờ cái buổi biểu dương á, biểu tình đó là vào lúc 14 giờ cho đến 16 giờ 30 ngày thứ bảy đó. Và chúng tôi cũng có kêu gọi các tổ chức đoàn thể khi mà khi về đó thì cùng mang những biểu ngữ phản đối Trung Quốc, mang tất cả những cái cờ đại diện của quốc gia của mình về ngày hôm đó, và đồng thời sẽ cùng với tất cả các đoàn thể khác ở khắp Âu Châu đó, chúng ta cùng nói lên cái ý chí là chống lại cái vấn đề xâm lược bằng vũ lực của Trung Quốc trên những quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và như anh đã biết đó, là lý do tại sao mà chúng ta chọn cái nơi trước tòa án trọng tài của Liên Hợp Quốc là vì trước đây Phi Lục Tân đã kiện Trung Quốc trên vấn đề là đường lưỡi bò chín đoạn đó, và vào năm 2013 và đến năm 2016 thì tòa án trọng tài Liên Hợp Quốc đã phản bác cái đường lưỡi bò đó của Trung Quốc và coi như cái đó cái việc mà chủ quyền ở ngoài Biển Đông á, của Trung Quốc là không có coi như không đúng luật. Dạ thưa anh, và chính cái lý do đó mà chúng tôi nghĩ rằng đây cái nơi trước tòa án trọng tài Liên Hợp Quốc đó là một cái biểu tượng mà tôi nghĩ rằng cộng đồng của chúng ta
quy tụ về vào ngày 11 tháng 3 để mà biểu dương cái ý chí đó. Cũng qua đây cũng kêu gọi quý tổ chức đoàn thể và quý đồng hương đó, nhất là ở các nước Âu Châu đó, hãy cùng về Den Haag trước Tòa án Trọng tài Thường trực của Liên Hợp Quốc vào ngày thứ Bảy, 11 tháng 3 năm 2023 để biểu dương ý chí lên án hành vi xâm lược bằng vũ lực của Trung Quốc trên những quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Chúng tôi có liên lạc đó thì các tổ chức đoàn thể cũng như là các phái đoàn từ các nơi về đó ở Na Uy, Đan Mạch, Pháp, Đức thì tất cả đều hẹn nhau vào lúc 1 giờ ở tại trước tòa án. Thì các phái đoàn có phái đoàn thì về bằng bằng máy bay, có phái đoàn thì về bằng xe, và chúng tôi sẽ gặp nhau trước tòa án vào lúc 1 giờ trưa để mà chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho cái buổi biểu tình đó là lúc 14. VinFast vừa ra thông cáo cho biết đã giao 45 chiếc xe điện đầu tiên cho khách hàng ở California hôm thứ Tư, và đây là đợt giao xe đầu tiên bên ngoài Việt Nam. Công ty con của tập đoàn Vingroup đã vận chuyển 999 xe đến California vào tháng 11, nhưng phải đối mặt với hơn 2 tháng trì hoãn để chuẩn bị cho việc giao hàng. Tuần trước, công ty cho biết đã giảm 50% giá cho thuê xe điện VF8 ở Mỹ. Vẫn theo thông cáo này, VinFast cho biết các công ty bảo hiểm bao gồm State Farm, Allstate và Progressive sẽ cung cấp các chính sách bảo hiểm cho các mẫu xe VinFast. Trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội hôm 1 tháng 3, một người Mỹ gốc Việt tại quận Cam cho biết anh phải trả $330 một tháng khi mua bảo hiểm cho chiếc VF8 anh vừa nhận được. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Khoa Khắc xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Bấm vào nút đăng ký và đừng quên bấm vào hình cái chuông để nhận được thông báo khi có video mới.